What's up, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Usmart và hôm nay mình đang ở trong một trận của ai là kẻ giết người. Thì mọi người like, share và yêu cầu mình giữ quá thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Mình đang ở trong một trận và bây giờ mình là Gunner. Có một bạn nói là mình cứ giác súng đưa ra ngoài đi thì để cho còn đã vậy còn giấu giếm 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 giấu giếm này nọ kia nữa. Mày cái giết người không? Đây là cái lý do. Đây là cái lý do mà mình không muốn cầm cái súng ra ngoài, tại vì nó biết mình là Gunner, nó sẽ trốn mình, nó sẽ không cầm vũ khí ra nó giết mình. Đây là cái lý do. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đợi chút mình chỉnh lại cái resort bắt huyền thoại cái đó. Đó, xanh trong liền. Ok, thì mình nói luôn là hôm nay mình đang bị bệnh nên mọi người thông cảm cho giọng của mình nó hơi bị khó chịu một chút. Và cảm ơn mọi người luôn là mọi người đã rất là ủng hộ cái series đại chiến các vị thần của mình. Mình sẽ cố gắng làm tập 2 nhanh nhất có thể. Có thể là ngày mai. Ok. Mình thắc mắc là tại sao cái game này lúc nào tụi nó cũng cho mình lúc nào tụi nó cũng cho mình gì ta, phải nói sao, lúc nào tụi nó cũng cho mình làm Gunner á. Mình không hiểu là lý do tại sao, tại vì mình làm Gunner hình như là liên tục luôn á. Mình có bị chết khi mà làm Gunner này nọ kia thì tụi nó vẫn cho mình làm Gunner tiếp, kiểu như tụi nó biết mình làm Gunner giỏi. Ê, phải mày không? Không phải thằng này quá hay, chính xác là mày. Không, đúng rồi, mình quên là chúng ta sẽ không được nói mày tao ở đây. Thì có một số bạn nói là anh nên đừng có nói mày tao ở trong cái video của anh, thì mình xin xưng với cái thằng đó là thằng đó với mình thôi, mình với thằng đó thôi, mình sẽ không có nói mày tao gì nữa. Tao thôi. Oh yes, chúng ta được làm murder, chúng ta có được làm kẻ giết người. Ok. Ok, bây giờ chúng ta hình như là mình nghĩ là mình biết cái đường đi nè. Thì phóng xuống đây. Bum bum rồi nhảy qua đây. Từ từ, bình tĩnh, mình bắt cô rất là dở. Bắt cô dở đến nỗi mà khi mình vào server MyFC chơi á, bị người ta nói mình là không phải YouTuber luôn mà mình vô trọng, mấy bạn đó nhận ra mình mà kiểu không phải YouTuber luôn mà. Người ta nhận ra mình mà người ta còn nói: "Ôi thằng này giả danh anh Mark chứ không phải anh Mark đâu." Ê mấy bạn ơi, mình là người bạn thân thiện, mình không phải là kẻ giết người. Chào bạn. Bạn bắn cái thằng ngu này, nó mở nó đỡ đạn cho mình, nó bước ra để thằng kia bắn trúng. GG. Có người thấy mình giết người rồi, có kẻ chứng cứ rồi, mình phải giết người diệt khẩu, mình không muốn cho người khác thấy cái chuyện này. Làm sao mà xuống cái chỗ này để trời. Mình bắt cua mấy cái chỗ này dở lắm, lạng quàng mình chết như chơi nè, mình chết là mấy bạn chửi mình ngu chắc luôn nè. Rồi xong, mình chết cái đoạn này là mình bị chửi ngu chắc luôn nè, bị một số fan chẩu chửi ngu chắc luôn. Mất một cơ hội làm kẻ giết người rồi. GG cho con chi. Ok, cũng được cộng 56 con, cũng giết được nhiều người. Nãy mình giết được như đâu 4-5 mạng gì á, 4 mạng. Thank you.
If you see the player, so you can report. Ok. Mọi người chờ một chút, đợi cho người ta đủ người vô. Thì trong thời gian đó mình muốn nói thêm một lần nữa là mình rất là cảm ơn nếu mà video này được chia sẻ nhiều, thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Tại vì cái này mình chơi cũng 3 lần rồi, mình còn rất là nhiều mini game khác mình chưa chơi. Nên mình, nếu mọi người thích cái video này thì mọi người phải share cho thiệt là nhiều để mình còn có động lực mình làm tiếp. Chứ nếu mà mọi người vẫn share như bình thường thì mình sẽ tìm một mini game khác mình chơi, chứ mình chơi một game hoài nó cũng chán. Mọi người cứ suy nghĩ về chuyện đó đi. Nếu mọi người share nhiều thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Ok, thế thôi. Chúng ta còn 16 giây, 15, 14, 13, 12, 11 giây nữa là chúng ta sẽ vào. Mình còn đếm số chi vậy ta? Còn việc stream á, thì chừng nào mình rảnh mình sẽ stream. Nhưng mà đa phần mình stream là mình sẽ vẽ, nên những ai muốn xem mình stream bình thường thì có thể là mọi người sẽ không thấy. Stream game thì mình chơi đã quá nhiều rồi, thời gian mà mình làm, mình xây này nọ kia nó cũng đã quá nhiều rồi, nên mình không có thời gian để làm, để stream cho mọi người xem. Tại vì stream mất rất khá là nhiều thời gian. Ok, tính ra là nếu mà hôm chuyện gì anh nói chuyện mọi người tự nhiên nó văng nha. Không lẽ có có thật tất, vậy là cái thằng modder nó bị giết ngay lập tức rồi, bị gặp ngay Gunner ngay từ đầu rồi. Thì căn bản mình muốn nói với mọi người như thế này là lẽ ra là hôm nay mình sẽ có cái skin của Chen ở trong cái video của anh chuối, nhưng mà mình mới thay skin lại để mình quay. Ngày hôm qua mình mới thay skin là để mình quay cái đại chiến các vị thần, nên hôm nay mình vẫn cầm được cái skin này. Không là hôm nay là chúng ta sẽ có một tập Chen đi giết người rồi. Tao là Gunner mà mày lại gần tao làm gì? Mình là Gunner mà nó chạy là gần mình, nó muốn dâng hiến thân xác ấy cho mình. Quá ngu, ngu quá ngu. Sao tập nào mình cũng phải nói nhiều thằng ngu ấy nè, trong khi đó mình cũng phải ngu là ngu khi mình rớt cái trong cái đống lava hồi nãy. Hôm nay mình bệnh nên mình nói chuyện hơi bị ngáo, thông cảm. Mình bệnh rất là nặng, mình đang bị cảm sổ mũi và nó rất là khó chịu. Mình trong một cái toilet. Map mới hả? Map này lạ vậy. Map nào lạ vậy? Map này là map siêu thị, cái map y chang cái map hồi nãy, chỉ có điều là nó, ủa sao kỳ ra, sao bình thường là một map nó, bình thường là một map nó chơi có một lần à, rồi nó sẽ chuyển qua map khác. Tự nhiên map này chơi hai lần, chắc mọi người vote get gun with gun with the have a night. Mình phải đi tìm một cây súng để mình hạ thằng giết người. Có ai không? Có ai đó không? Ghê gì? Toilet có người không? Toilet không có người mấy bạn ơi. Toilet không có người. Toilet không người có nghĩa là toilet không có người. Mình đang nói cái gì trời? Ôi anh ơi, why did you kill her? Ai kill ai? I need a. Đơn giản vậy. Sao mấy bữa nay thằng giết người nào cũng ngu á, cộng luôn cả mình. Tại vì mình giết người nào cũng ngu mà cộng luôn cả mình mới tính là ngu. Tại vì mình hồi nãy cái vụ mà mình rớt xuống cái vụ nhầm thạch đó mình vẫn còn cây cú tới giờ, không hiểu sao luôn. Có được một cơ hội làm kẻ giết người, đúng một cơ hội một mà làm rớt xuống như nhầm chết.
không phải bị người ta bắn chết mới nhục chứ. Ok, mình đang ở trong một cái map rất là quen thuộc ở tập 1, đó là cái map cái gì ta, gọi này là gì quên mất tiêu rồi. Ô, không cần biết nó là tên gì đâu, không cần biết đâu, chúng ta chỉ cần lôi đầu tụi nó ra cắt hết thôi. Mấy bạn ơi, I love you. Mấy bạn đâu hết rồi, mình thấy bản tên của mấy bạn rồi. Mấy bạn ơi, đây. Hello anh ơi. Thôi anh em đi. Nó có súng. Đây, đứng lại, chạy đâu cho thoát. Hello, nice to meet you. Ô, nó chen gian, nó nhảy vô mấy cái đám cỏ, nó chạy. Hello. Ồ, lag hả? Ồ, chạy nhanh góp. Ôi. Ôi, đứng lại. Ủa sao hai đứa này giống nhau vậy? Xin đôi. Hai con gấu mèo chắc tụi nó đang quay video hả, YouTuber hả? Hay là hai anh chị em này nọ kia mà sao giống nhau thế? Anh ơi. Còn là ba thằng à. Trận này phải gán lên. Ui, chết luôn rồi. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhớ ấn like, share và subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Thì hôm nay mình bệnh nên mình sẽ chơi như đây thôi. Dù gì thì hôm nay chúng ta cũng đã làm được kẻ giết người và cũng đã giết được kẻ giết người. Mình có thể nói hôm nay là một tập hoàn thành. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. Mình goodbye. Cái con này nó định nhốt ở dưới địa ngục rồi mà. Sao lên đây? Sao mình lên đây? Những làng của mình đâu? Người chết hết rồi. No. Sao không còn ai ở đây hết vậy? Không. Quá trời. Ủa nhớ.